Lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả nào ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một cái nhiệm vụ gia tổ mốc đạt mốc 5k. Và chúng ta cùng chờ đợi xem thử Khả sẽ mở ra gì nha em ơi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ cho anh em xem. Ở mốc 5k này thì cũng như thế nào đây. Ok, thời gian đóng băng. Để xem cái mốc 5k này Khả được cái gì đây. Làm video cho anh em xem nha, hên xui nha em ơi. Được cái gì mình nhận ở đó nha. Cái này thì ra chắc cũng mở luôn đâu mà. Vì hiện tại thì trên live thì cũng có nhiều anh em hỏi Khải là có còn chơi server này nữa không. Thì Khải khẳng định với em là Khải vẫn còn chơi nữa mà. Vừa rồi Khải mới vừa ăn cái bình xong Khải up lên một cái check-up 127 nữa mà. Ngày mai nó sẽ xếp hạng cho Khải lên là thành hạng 15-16 thôi nữa mà. Hạng này chắc chắn là xa 15-16 chứ đâu. Không còn thấp hơn nữa đâu. Ok à, lúc nãy Khải ăn full ca vạn của full full ca bản với full even show thì nó lên 3 cốc rồi mà, 3 cốc rưỡi rồi mà, tương đối đấy. Ok, bây giờ Khải làm even là cho anh em xem. Năm ca này, đây. Cho một hộp quà 5k nữa mày. Ok, nó làm xong rồi mở cho anh em xem luôn nha. Làm xong hết mở luôn nha nè mày. Thân lực 51 đến 100. Mở ra cái quần que vậy này. Thân lực 51 đến 100. Đến mốc 8k. Đến mốc 8k thì sẽ nhận ngay phần thưởng. Nó là một cây vũ khí hồng kim môn phái nha mày. Mốc 8k nha mọi người. Nên là Khai cũng đang dự định cố gắng thêm 3k nữa. Thì sẽ nhận thấy hồng kim môn phái. Thì lúc đó chúng ta sẽ cùng chờ đợi Khải làm video cho anh em xem nha. Đây chúng ta sẽ xem cái móc 5k. Ở cái móc 4k lần trước thì anh em cũng biết rồi. Thì Khải mở ra cho chuyện nghe mi. Giống là nghe mi và hay công lô rồi đó. À công lô. Giờ thì móc 5k thì ra gì đây. Anh em cùng chờ đợi xem. Đây Khải hoàn thành nhanh nha anh em ơi. Với hoàn thành nhanh thì sư đồ giang hồ 10 xu nha anh em ơi. 10 xu hoàn thành nhanh đây. 10 xu hoàn thành nhanh. Thở lực 1.01 này có không ta? Đây lại. Ồ. Ta nỗ lực à, vãi đấy. Nỗ lực nó phải thở lực này mà. Nỗ lực 1.01 đây có hết, mà cái này có hết, trên 100k là có hết. Danh vọng 10 điểm. Phú Dương 5. Phú Dương 1. Ok, xong ngày hôm nay nha mày. Bây giờ thì mỗi ngày là 40. Thì cho 3 tháng thì 3 tháng là 90 ngày. Nhân cho 40. Thì khoảng tầm 2 tháng rưỡi nữa nha mày. 3 tháng 90 chúng ta còn 75 ngày đi. 2 tháng rưỡi thôi. 2 tháng rưỡi nữa, đúng 2 tháng rưỡi nữa sẽ ra móc 8k nè mà. 2 tháng rưỡi nữa thì chúng ta sẽ dao động đến khoảng tầm tháng 9, tháng 10, cuối tháng 11, gần cuối tháng 11 nè mà, gần cuối tháng 11. Thì sẽ có vũ khí hồng kim môn phái mà biết lúc là gì. Ok bây giờ chúng ta sẽ mở này. Hui. Ok chúng ta sẽ được là một rương đồ phổ ông ban định quốc và một bảo rương trong bảo và một bộ hiện tinh 5 số 7. Ok được á. Nó này đã ép đồ. Ok đó em ơi. Đồ phổ số 2. Rồi khui này. Đi đây. Định quốc Sam. Quốc Sam quốc ơi. Khui này bảo rương trong bảo. Hui. Ngọc bò hiệp cốt. Trời ơi. Đây, nhiều 100 đây, nhiều 100 đây.
2% đậu minh em ơi, 2% em ơi, đó tưởng là 5% là ngon luôn em ơi. Đồ ở video vào lần trước 3k thì khả được áo nhu tình, và 5k thì đã được người bảo hiểm cốt vào đây mà có 2% rồi em ơi. Nhỏ gớm gớm, thua cái đăng mang luôn em ơi, vãi thiệt sự. Vãi thiệt chứ, 2% rồi em ơi. Đó, nói chung là cũng khá may mắn rồi em ơi, không ngờ luôn em ơi được bảo hiểm cốt. Ok, nói chung móc 5k khá là ok rồi em ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái này vô. Nói chung là được bộ thì hiện tinh nữa. Hiện tinh này đã ép gì ép cũng ok rồi em ơi. Rồi, quá đẹp. Sau khi hoàn thành móc 5k thì cũng khá là ok rồi em ơi. Đó, lần đầu tiên mở ra người bảo hiểm cốt ở server này luôn em ơi. Hôm trước thì mở ra được áo nhu tình, bán được ngay 3 triệu liền em ơi. Còn gặp bọn này cao lắm, cũng tầm chắc 12 kim em ơi. Khoảng tầm 800.000 800.000 ngọc bòi này, 12 kim. Quá nhỏ. Đâu, bòi 5. Đâu, bòi 2 nè mà. Quá nhỏ luôn. Rồi, ok. Ok anh em ơi, và cảm ơn em đã theo dõi video. Đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ, hỗ trợ em ơi. Khải nhảy thành thì nó úp cận hạng không? Úp cái Sơn Hà, bị úp Sơn Hà 2. Nó ra thế giới rồi. Rồi nó ra được cái ngọc bồi quá đỉnh rồi nè mà. Móc 5k. Đi khá ngọc bồi hiếp kết nè. Đồ ghi ra áo hiệu cốt mà ra ngọc bồi. Đá thiệt sự. Móc 5k giả tẩu. Tưởng 5% về bờ vài chục kim. Đó, ra ngập bội 2% độc cây thiệt. Nhìn thấy mọi mừng thằng kia nó ra áo hiệu. Thằng kia nó ra trước, nó sâu mình rồi em ơi. Nè, thằng Di Trực Cầu Thí Yên nè, nó ra áo hiệp cốt, mình ra ngọc bảo hiệp cốt. Rồi, ok. Cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ cho và đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo từ Khải vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày vào buổi trưa nữa mà. Ok, kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Hẹn em ở những buổi livestream vào lúc 11 giờ 50 cũng như là 19 giờ 50 hàng ngày nha mọi người. Bye bye.